Xin chào tất cả anh em. Đợt vừa rồi thì cũng có rất nhiều anh em gọi điện đến hỏi tôi về cái kính hiển xuyên bát, cái độ hiệu quả và chính xác của nó như thế nào. Thì để chứng minh cho anh em biết cái độ hiệu quả của nó, thì hôm nay tôi quay lại video này để cho anh em cùng xem và thực tế luôn là cái kính hiển xuyên bát nó hiệu quả như thế nào. Thì cũng bây giờ chỉ thị cũng có một khách từ trên Lào Cai xuống. Khách trên Lào Cai thì tôi cũng quay lại luôn cái clip bán hàng để cho người ta trực tiếp, người ta thử hàng, test hàng và cho anh em cùng được chứng kiến. Đồ công nghệ bây giờ nó phát triển cho nên là cái gì cũng sản xuất được. Anh đây. Alo, anh Nam à? Ừ, anh đây. Em đang ở dưới nhà anh, ở cửa em nữa. Em đang trong lầu đấy. Em xuống đón khách như này. Thế tiện thể thì tôi cũng quay lại luôn cái video bán hàng này để cho anh em cùng được chứng kiến. Anh em ở các tỉnh gọi điện hỏi rất là nhiều cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái kính nhìn xuyên bát. Thì nhân đây thì tôi cũng giới thiệu luôn cho anh em. Hàng hóa thì tôi rất là nhiều. Vào đi em. Anh muộn thế. Vâng, nhà em xa Lào Cai. Là anh mời anh 8 giờ mà bây giờ mới xuống. Thế em cũng gọi cho anh đấy. Em lên em hỏi cái kính nhìn xuyên bát này. Em lên xem, em test thực tế xem nó như thế nào. Hôm qua mày gọi cho anh đấy gì? Vâng. Thì anh chắc là xem có quảng cáo của anh rồi đúng không? Vâng, em qua xem rồi. Xem có quảng cáo thì em thấy nó thế nào? Em thấy nó khá là dễ chơi. Em bảo là nhìn được hết các bát thì em thấy nó rất ok, em nên xem thử tế. Thế trước chơi gì chưa? Bát đĩa thứ chơi chưa? Chúng em thì người khôi của khó luôn á. Không luôn là cái gì cả. Nên thế đấy thì không phải luôn gì nên em thấy dễ chơi. Nên em xem thử tế xem như thế nào. Thế bây giờ anh đưa luôn cho mày xem cái kính nhá. Vâng. Xong cho mày thử nhá. Ok anh. Nói chung là khách gọi ấy, anh vẫn cứ bảo là muốn ấy, biết được độ hiệu quả chính xác của nó như thế nào ấy. Vâng. Lên thẳng cửa hàng anh test thử cho. Vâng. Chơi được thì đấy. Chứ không lại bảo là anh gửi cho em đồ có chơi được hay không. Vâng. Bọn em cứ phải lên trực tiếp lên trên này. Vâng, em muốn test thực tế luôn. Đây này, cái hàng của anh ấy là anh đóng ở đây rồi. Vâng. Đóng ở hộp rồi. Vâng. Nguyên đai nguyên kiện. Vâng. Anh kể cả sau đợt tới là em lấy hàng của anh, em ở xa, anh gửi hàng cho em kiểm tra hàng. Em hiểu chưa? Đỡ phải đi lại nhiều. Rồi, anh em rồi. Làm ăn lần đầu thì là em xuống đây, lần sau anh gửi lên cho rồi, em. Anh em làm em lâu dài anh ạ. Ừ, đây, kính này, anh kính áp tròng nhá. Vâng. Cái kính này đeo mắt gì đối phương phát hiện không anh? Không biết được, bọn anh cái này là làm đúng màu mắt luôn. Vâng. Cái hàng này là bọn anh phải nhập khẩu về chứ ở Việt Nam, Trung Quốc không có. Rồi em hiểu. Cái này là đặt bên nước ngoài về. Vâng. Đeo vào thì có bị đau mắt hay là chảy máu mắt không anh? Em nhìn với cho anh là cái này nhá. Vâng. Đeo vào là hoàn toàn không được gì cả. Vâng. Ngày xưa ấy, cái công nghệ nó còn kém phát triển. Vâng. Em đeo cái kính áp tròng đơn giản như cái kính nhìn xuyên bài ấy. Vâng. Em đeo vào có thể là một thời gian nó bị chảy nước mắt nọ kia, nhưng mà cái kính này bây giờ làm hoàn toàn là an toàn, không ảnh hưởng gì đến mắt của em. Đây là có hai lọ này, bên một lọ này để trong. Vâng. Cái dung dịch này này. Vâng. Để cái dung dịch này nhá, là để nó giữ cái độ ẩm. Vâng. Giữ cái độ ẩm thì mỗi lúc nào em chơi thì em mí xoay cái nắp này ra cho anh. Vâng. Xong em đeo vào mắt xong thì vào chơi, lúc nào gần chơi thì đeo nhá. Vâng. Đây là cái đồ phụ kiện để em đeo này. Bây giờ như này, anh cho em đeo thử luôn, chứ còn bây giờ anh mà đeo, anh mà nhìn thì nó không thực tế. Vâng. Anh để cho em tự đeo, tự nhìn và tự ấy luôn nhá. Vâng, vâng. Thì hôm nay em nhà em xa ấy, em cẩn thận nên em đeo bát đũa em test nó thực tế. Em sợ là bát bên anh nó không đảm bảo nên em là người cẩn thận nhà xa để đi mất công anh ạ. Chúng mày cứ phải lo anh bảo về rồi mình nên mình cứ cầm bát đĩa lên thoải mái. Vâng. Lên trên này test được hàng gì đấy anh em, có cái gì đâu mà cứ phải. Đây bây giờ nhé. Vâng. Đây là cái hộp để mình ấy này, đeo này, dụng cụ này. Ui, lạnh quá, thầy dùng vừa tắm nước lạnh quá. Đây, thầy nhá. Vâng. Cái này mở này ra. Một tay nước ấy.
bây giờ những người khôn của khó chúng mày đi chơi bây giờ nhé. Chơi bây giờ đây bắt đi em đây đúng không? Vâng, bắt đi em đây. Đấy, bây giờ anh tháo ra cho em đeo nhé. Vâng. Đây, nguyên đài nguyên kiện luôn này. Đấy, cho anh tự kiện này. Đấy, nó không tay. Úi xời, đấy. Đấy, em ấy em đeo luôn đi nhá. Đeo không thì anh cho mình nhìn luôn, anh sóc cho mình nhìn luôn. Mình nhìn xong thì chỉ luôn quân. Vâng. Em muốn bị gì không? À, khóa. Cái này đeo dễ không anh? Đeo dễ mà, đấy em cứ có cái dụng cụ đeo đấy em cứ thế em. Cái này là gắp lên đúng không anh? Gắp lên xong em cho vào mắt, kính áp tròng đấy mà. Vâng. Em những người cận người ta đeo vào mắt người ta còn chả việc gì thì còn nhìn phát hiện sao được. Chơi. Vâng. Đấy. Rất là đơn giản, kín đáo, đi chơi núp rồi về. Mẹ đánh bạc thì nửa nửa mà đánh nhỉ chưa? Chắc chúng mày đi chơi bạc thì chúng mày biết rồi. Vâng. Nửa nửa mà đánh luôn. Đấy, dễ mà. Rồi. Hơi gợi mắt tí. Nó không chảy nước mắt, nó không chảy nước mắt. Không có gì đúng không? Vâng, anh không chảy nước mắt. Không làm sao cả. Có gì thì anh bảo. Cũng dễ đeo anh ạ, đeo cái vào thôi. Lại không đi được. Ăn uống gì chưa? Em ăn rồi anh ạ, em đi xe thì dừng lại để chặn em ăn rồi. Ừ, chưa ăn tí xong mới anh em đi kiếm gì ăn. Em mua đồ xong em bắt xe em về luôn, em chơi luôn trong đêm. Đeo trên bây giờ. Bây giờ chúng nó đang cười à? Vâng, nó rổ trên đêm nay thì em bắt xe. Còn bây chắc là sới gọi là Munich mấy thằng đạp với nhau thì mới chơi tầm này. Còn vào trong sới kia thì chơi 2 tiếng thì nhau ai lại chơi đêm kiểu đấy. Vâng, chơi là người quen. Người quen cả dễ. Bây giờ lấy quân anh, lấy quân của em. Dạ. Quân xong rồi. Quân thì không quan trọng, quân nó có ăn đũa rồi anh ạ. Em để sắp ăn đũa thôi, còn quân thì quan nào được anh ạ. Quân này, đây thử mày luôn nam châm này. Quân này hoàn toàn không tan chân đấy. Ừ anh ạ. Đấy nha, được rồi anh ạ, đeo vào nó cũng dễ nhìn đúng không? Dễ nhìn, nó như đeo bình dâm vậy ạ. Đấy nha, chìa khóa xe nhé. Đó, nhìn rồi. Em không thấy chảy nước mắt đâu. Không chảy nước mắt. Quân cá này, hoàn toàn không có gì nhé, anh em tiện nữa các bạn này ra được xả mệt chờ đợi anh thử sóc nhìn xem nhé. Anh nhìn thấy không? Có cái gì? Ba đen à? Vâng. Ừ, đúng rồi anh, đúng nhở? Đây ba đen, đúng rồi ba đen, anh em nhìn này, độ hiệu quả chính xác. Vẫn ba đen anh ạ. Ba đen à? Vâng. Mày đánh như này thì cứ cho người ta đi ăn cắp bò hết à? Đấy. Cái này chết. Sấp đôi anh ạ. Sấp đôi à? Vâng, sấp đôi, nhìn rõ lắm anh ạ. Đánh thử 100 triệu nhá. Vâng, sấp đôi luôn, chắc chắn luôn. Rồi. Đấy. Đánh như này thì... Tôi nhìn dễ em ạ. Được không? Dễ chơi không? Xem đi xem, đeo thực tế không dễ thì... Cho người đánh thắng nữa. Ba trắng anh ạ. Ba trắng à? Vâng. Ba trắng. Đấy. Đúng rồi, nhìn rõ lắm anh ạ. Mọi người. Cái này chưa thích anh ạ. Đấy. Hàng rất là chuẩn chỉnh. Cái này vào sới chưa thích ạ. Mày đi chơi sớm thì nó lại vào chơi à? Tiếng được tiếng thua chứ đừng có kiểu chơi mẹ mày 10 tiếng làm cả 10 thì kiểu. Vâng, vâng, cái em biết mà em biết rồi. Thôi bây giờ có lấy cái này không? Có, em lấy chứ. Em lấy mấy bộ luôn anh ạ. Em lấy tạm hai bộ thì cái gì đặt xong gửi chục bộ lên em chơi giải. Cái này đây đóng mày 2 hộp nhá. Vâng. Mẹ hàng vừa nhập về
hết mẹ hàng. Lấy cho cái túi đóng hàng. Cái này chơi thoải mái, nếu mà anh em mình làm ăn với nhau rồi được chưa? Vâng. Lần sau mà cần ấy thì cứ gọi điện trực tiếp cho anh. Vâng. Xong thì anh gửi, anh gửi cho. Rồi, em biết rồi, cái đấy em đã đến trước một lần, lần sau thì em cứ tí anh gửi hàng cho em. Rồi, rồi, không phải. Anh đi bán anh nhé. Tổng em bao tiền đi anh? 10 triệu ạ. 10 triệu à? Ừ. Họ gọi anh ạ. Đi mua đồ về đi đánh bạc vợ gọi thì kệ, có thích tiền không, gọi bảo vợ có thích tiền không. Rồi anh đến hộ em nhá, hôm nay em về bắt xe luôn, em đi về em chơi luôn, điên cơm đã. Thôi em về em bắt xe luôn em chơi luôn, lấy lại cái gì em mất rồi, em mất nhiều quá, nhiều chưa, thua tiền tỷ rồi. Thế thôi ấy đi, Hiệp đưa em nó xuống cho nó, chở nó ra đến xe cho nó, ấy xe nó về. Vâng. Thôi em chỉ biết anh nhá, em về luôn này, em bắt xe nó kịp. Đấy, ấy về đi nhá, xong thì có gì alo cho anh nhá. Vâng. Cái gì không biết thì cứ gọi điện trực tiếp cho anh nhá. Vâng. Em về nhá. Ừ. Đấy, vừa rồi mình cũng đã test thử hàng cho anh em cùng xem và cùng chứng kiến cái cảnh mình bán hàng, xem cái kính áp tròng nhìn xuyên bát, cái độ hiệu quả của nó như thế nào, có chính xác hay không, để cho anh em không phải thắc mắc về cái độ hiệu quả của nó. Thì anh em nào có nhu cầu hay là có thiện chí mua hàng thì liên hệ cho nhà mình vào số điện thoại 0973 00066. Bên mình thì có hai cơ sở, một cơ sở ở bến xe Mỹ Đình và một cơ sở ở bến xe Miền Đông. Anh em cần thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại cho mình, mình sẽ tư vấn cho anh em. Thôi, video mình quay đến đây cũng kết thúc. Xin chào toàn thể anh em, chúc anh em may mắn. Chào tất cả anh em, để đáp ứng cho những anh em thua tha trong bộ môn sóc đĩa và muốn lấy lại được những cái gì của mình đã mất, thì cơ sở tôi sẽ giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất của năm 2020 về bộ môn sóc đĩa. Sản phẩm đấy là sản phẩm gì? Xin giới thiệu với anh em, đây là bộ kính áp tròng nhìn xuyên bát. Anh em nhớ nhá, kính áp tròng nhìn xuyên bát. Đấy, kính này có thể áp dụng cho những anh em nào đánh tài xỉu, nó đánh nhìn xuyên được cả lắp mủ cao su và lắp nhựa. Hàng này là hàng độc quyền, mình cơ sở tôi mới có. Đấy, trước tiên là tôi đã đeo hai kính áp tròng này vào mắt tôi rồi. Và tiếp theo là tôi sẽ sóc thử cho anh em vài tiếng để anh em biết rằng cái độ hiệu quả tới đâu. Và đồng thời tôi sẽ lắp cái kính thử này vào cam để anh em biết là cái độ xuyên thấu tới đâu. Đấy, đầu tiên là tôi sẽ test thử bát đĩa quân vị cho anh em. Bát đĩa quân vị xanh chín hết anh em nhé. À, tí nữa anh em nhìn thấy cái kính thử thì anh em biết là cái test quân này không quan trọng gì cả. Tôi làm đầy đủ thủ tục cho anh em thôi. Bây giờ tôi sẽ sóc tiếng đầu tiên cho anh em xem. Sóc này. Đặt xuống này. Sấp đôi anh em nhé. Đây này. Tôi đưa kính thử vào này. Đấy. Cái này áp dụng cho những anh em nào mà hay đánh bảng vị, có thể đánh sập được bảng vị. Đấy, kính thử này đưa vào cam thì nó không được nét bằng anh em đeo trực tiếp vào mắt như tôi. Tôi nhìn thấy luôn. Đấy, anh em nhìn rõ không? Đây, tôi mở cho anh em xem. Sấp đôi này. Sấp đôi nhé. Tôi sóc tiếng thứ hai. Xong rồi. À, đặt xuống này. Vẫn là sấp đôi anh em nhá. Bệt rồi. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem. Đấy, đưa kính thử vào cho anh em nhìn. Đấy. Đấy, vẫn là sấp đôi. Đây, tôi bỏ ra cho anh em xem. Sấp đôi. Tôi sóc tiếng thứ ba cho anh em xem. Sóc này. Đặt này. Ba trắng anh em ạ. 100% ba trắng luôn. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem này. Đấy, tôi đưa kính thử vào này. Anh em nhìn rõ ba trắng chưa? Đây, tôi mở cho anh em xem nhá. Đây, ba trắng. Dậy quân rồi. Anh em ạ, tôi vừa mở lật quân. Cho nên là những anh em nào mà có nhìn thấy rõ thì anh em gặp những cái thằng say rượu ấy,
mà nó vào nó mở ẩu, mở lật quân, cho nên anh em không nên đánh tất tay. Hiểu? Tuy rằng mình nhìn rất rõ rồi nhưng không nên đánh tất tay. Bây giờ tôi sóc cho anh em tiếng nữa. Này. Xong rồi. Đây, đặt xuống này. Tứ tử trắng anh em nhá, 100% luôn. Đây này. Tứ tử trắng này. Bây giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm là sóc là mở ra lật quân nữa. Từ giờ tôi sẽ xoay bát đi, tôi mở cho anh em. Đấy, tứ tử trắng anh em nhìn rõ không? Anh em nào mà đánh bảng vị là sập luôn cả bảng vị luôn. Đấy, tứ tử trắng đấy. Tứ tử trắng, đây tôi mở cho anh em xem. Tứ tử trắng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm kỹ thêm về bộ sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái kính ở trong mắt tôi ra cái đã. Đây kính áp tròng đây anh em nhá. Đeo trực tiếp vào mắt. Đây nhá. Đeo trực tiếp vào mắt nhá. Không ảnh hưởng gì tới mắt nhá anh em, lưu ý nhá, không ảnh hưởng gì tới mắt của mình đâu nhá. Đây tôi sẽ giới thiệu kỹ bao gồm sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì trước tiên là một lọ dung dịch, quan trọng nhất là lọ dung dịch. Đây, trong hộp thì có hai cái mắt này để đựng hai cái kính áp tròng. Đây kính áp tròng trong này. Đây này. Đấy. Và đồng thời là có cái hộp này để chuyên để gắp kính ra và anh em đeo. Và có cái lọ này để anh em đi đâu cho kính vào đây và cho lọ nước dung dịch này vào để đi đánh cho thuận tiện. Đấy, quan trọng cái nước dung dịch này anh em nhá. Có một số anh em điện bảo tôi là anh ơi kính của anh dùng được vài tháng mà em đã thấy bị mờ rồi. Đấy là do lỗi của anh em nhá. Anh em đi đánh xong anh em bỏ vào đây và không bỏ cái nước dung dịch này vào là kính nó sẽ bị mờ. Đấy, anh em lưu ý cho tôi là cái điểm đấy. Và tôi giới thiệu kỹ thêm về cái hộp này để anh em tránh hàng nhái hàng giả. Đây anh em quan sát kỹ nhá. Vỏ hộp này để tránh hàng nhái hàng giả nhá. Đây ở bên trong này kính 7D 7 lớp anh em nhá. Đây. Chào anh em, hôm nay công ty Cầu Nghiệp chúng tôi giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm bát tàng hình không tang không nhân giả. Đi vào sóc thử luôn cho anh em để em cùng cảm nhận luôn. Mở. Ba trắng anh em nhá. Đấy trên màn hình anh em đang xem là qua một cái lớp điện thoại. Đấy, nên là bọn anh em có thể nhìn hơi khó một tí. Ba trắng mở luôn. Tôi nhìn thấy thực tế rất rõ luôn anh em nhá, rõ nét 100% luôn. Tiếp. Tiếp tục ba trắng anh em nhá. Mở luôn này. Đấy, sáng như đêm trăng rằm luôn. Tiếp này. Xong cho anh em vài tiếng cho anh em cùng cảm nhận nhá. Ba đen mở luôn. Đấy, ba đen này. Tiếp này. Tứ đen anh em nhá. Đấy, tôi nhìn phát nhìn thấy luôn. Ở đây là qua một lớp điện thoại nên là anh em nhìn có vẻ là hơi khó một tí. Khi anh em lên tận nơi trực tiếp anh nhìn thẳng qua lớp điện thoại màn hình này nhìn rất là rõ luôn anh em nhé. Tứ đen này mở luôn này. Đấy, chào anh em, hôm nay công ty Cờ Bình tôi giới thiệu tới anh em mẫu sản phẩm nó bát tàng hình không tang không chân giả. Đấy, ngày xưa anh em đi chơi anh em phải cắm kim và đi bát nên là luồn bát vào rất dễ bị đối phương phát hiện anh em nhé. Thì ở cái mẫu sản phẩm ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu tới cho anh em bát tàng hình không tang không chân giả anh em nhé. Khi em đi chơi anh em chỉ cần đặt cái bát này lên. Đấy, nó sẽ tự động sạc cho anh em nhé. Đấy. Khi anh em luồn bát vào, hổ báo cáo chuồn, cầm có cái chiếc bát này rất là khó phát hiện đây là một chiếc bát tàng hình không tang anh em nhé. Đấy, trắng như ngọc trinh luôn này. Đấy, soi từ trong ra ngoài cho anh em cùng cảm nhận luôn anh em nhé. Đấy. Không cần phải cắm kim. Anh em nhé, anh em đặt thẳng trực tiếp lên như này. Đấy, nó sẽ tự động nháy đèn lên cho anh em là nó đang báo sạc anh em nhé. Ngoài những cái mẫu bát tự động này ra có rất nhiều mẫu loại bát nữa, như là bát một là bát tự động này. Bát tự động thì anh em sóc xong sẽ tự động mở kết quả cho anh em. Còn bát khiển là anh em muốn mở kết quả lúc nào thì anh em chỉ cần bấm nút khiển là sẽ anh em nhìn có thể nhìn được kết quả anh em nhé. Và cái loại bát thứ ba đó là bát wifi anh em nhé. Khi anh em đi chơi anh em cầm cho tôi một cái củ wifi này đúc vào trong người và anh em bật cái công tắc này lên nó sẽ phát ra một cái tín hiệu wifi và anh em tải cho tôi một cái ứng dụng phần mềm về. Đấy, và anh em kết nối cho tôi cái wifi này về và điện thoại và anh em nhìn trực tiếp kết quả vào điện thoại anh em nhá. Đấy, ngoài những mẫu bát này ra bên đại lý chúng tôi làm được tất cả những mẫu loại sản phẩm như là bát nhựa, chén, tất cả những loại bát anh em ở địa phương anh em chơi những mẫu loại bát gì anh em chỉ cần chụp ảnh đúng mỗi loại bát đó và gửi cho tôi qua Zalo treo số điện thoại trên màn hình anh em nhé. Đấy, tất cả những mỗi loại bát đấy thì bê tôi đi vào tôi kiểm chứng cho anh em một lần nữa, bát cực kỳ đẹp, cực kỳ nét luôn anh em nhé.
sóc tử nữa cho anh em một vài nữa cho anh em cùng cảm nhận cái độ led của cái bát này anh em nhá. Sốc đôi anh em nhá, sốc đôi này, mở luôn này. Đấy, sốc đôi, không mở chuyện nhìn mắt anh em nhìn thấy thì không mở chuyện sai được anh em nhá. Đấy, tứ trắng bán cả người đánh chắn thế này anh em nhá, mở luôn này. Đấy, về tứ trắng này anh em nhá. Tiếp này, cho anh một vài tính bảng nữa cho anh em cảm nhận. Tứ đen anh em nhé, chồng quân chồng vị để bảo hết. Tiếp này, ba trắng anh em nhé. Đấy, mở luôn này. Đấy, cực kỳ rõ nét luôn anh em nhé. Trừ khi lúc chồng quân chồng vị đè lên như thế này thì chịu rồi anh em nhé. Đấy, tiếp này, thử cho anh em một vài tính nữa này. Ba trắng anh em nhé, mở luôn. Đấy, vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm nó bát tàng hình không tang cũng như sạc anh em nhé. Bát anh em chỉ cần đặt lên tự động như này nó sẽ tự động sạc cho anh em nhé, anh em không cần phải cắm kim như ngày xưa nữa. Đấy, thì anh em nào ưng về mẫu sản phẩm này anh em cứ alo cho tôi trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình. Đấy, tôi sẽ gửi về cho anh em tận nơi. Còn anh em nào mà ở xa hoặc không lấy được tôi sẽ gửi về cho anh em test hàng ok thì anh em lấy, không ok có em gửi hàng lại quay lại cho mình. Đấy, nhà tôi thì có 3 cơ sở, 1 là bến xe Mỹ Đình, 2 bến xe Giáp Bát và 3 là bến xe Miền Đông. Đấy, anh em nào ở gần thì qua thẳng trực tiếp anh em test ok anh em lấy, không ok coi như mấy anh em mình cũng trò chuyện giao lưu anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip.